À, ông ấy. Ok, Muji Mohamed Sly. Bỏ cái tờ... Rồi, ok. Ok, Muji Mohamed Sly. Thật, cho nó camera rồi. Thôi xong rồi, Muji. Một thằng sẽ nghỉ game. Cho nó camera rồi. Hawk. Hawk Earthquake. Hawk Earthquake đánh với Lockbait. Lockbait thế này khó đánh rồi. Sợ sợ sợ. Thực sự là rất khó để cho có thể thắng được cái trận này. Rồi, ok, quay trở lại với lại cái trận đấu đi. Lockbait khó ăn luôn. Lockbait Muji sẽ ăn trận này rồi. Mohamed Salah mình nghĩ sẽ dừng cuộc chơi đây rồi. Không ngờ là Muji và Mohamed Salah lại xuống nhánh thua và gặp nhau ở đây. Rất là đáng tiếc. Bài Viris bây giờ Earthquake Cycle anh ta cũng chả muốn đẩy Hawk luôn. Tại vì đẩy Hawk trong cái bài này rất khó. Rất khó để có thể vào trụ. Đặc biệt là hai cycle này rất nhanh và gần như là bằng cân bằng nhau. Bên kia thì có Dark Goblin, tuy nhiên Dark Goblin thì cũng chẳng không quan trọng bởi vì là cứ bắt được Goblin Barrel đi, còn Dark Goblin thì không, nó không phải là weak condition. Bây giờ Rocket Mohameda thả một cái Rocket để cố gắng cân bằng cái lượng đam. Tuy nhiên thì việc mà Rocket chạy như thế này thì rất khó để có thể thắng được khi mà bên kia họ có Earthquake đâu. Rồi, mặc dù là họ không vào trụ được. Và Hawk chắc chắn là không thể vào trụ được. Tuy nhiên thì gây một cái áp lực rất lớn cho tiếp tục là Hawk đẩy lên. Không có một hit của Hawk không được. Thủ rất tốt đến từ Muji. Anh ta đẩy một con van kia ở cái góc trái. No, it's not they are playing right now. Grand Trunk Cup and who will get the golden tickets for CIL 2022. Mohamed Salah rồi. Funky locked. Nice lock. Tuy nhiên thì lượng đam của nó đang khá cân bằng. Earthquake support của việc của Dark Goblin rất tốt. Defend Goblin, Dark Goblin hay quá. Đúng là Muji. Mình không nghĩ là Muji sẽ đặt một con Dark Goblin, đặt con Vanky phía bên kia đâu. Rất hay và Hawk đẩy lên. Có một hit không? Không có. Tuy nhiên thì lượng Earthquake đam vào trụ rất nhiều rồi. Gần như là chỉ có đam vào của Earthquake thôi. Goblin Barrel đã bắt a skeleton, bắt a Goblin Barrel rồi. Mohamed Lai thua trận này rồi, chắc chắn luôn. Đã không có cửa trong cái tên này rồi. Muji, Hawk một hit không, không được. Tuy nhiên lượng đam bây giờ là quá các chênh lệch. Thời điểm này thì Earthquake Cycle cũng chết chứ cần gì đâu phải đẩy Hawk làm gì. Hawk qua trụ rồi, một lock, phải cần lock trong cái tên này. Tiếp tục là Hawk phải phía bên phải luôn, ui, ảo thực sự. Để Hawk phải phía bên phải để gây áp lực. Lock. Earthquake Cycle and one more. Rockets, Earthquake, the father, Earthquake's father, yeah. Muji! Trồng chất nợ rồi. Ok, let's go. Game number 2, Mohamed Sly. Muji, good luck to both players.
Ôi rồi, Italy năm nay làm khán giả rồi. Đau thực sự. Ý đá rất hay nhưng cuối cùng nó vẫn đen đen kiểu gì ấy. Gặp Barcelona đúng không? Cuối cùng thua. Thua một cách quát rất đau vì 90 cộng 2 90 cộng 3 đấy. Ok. Quay trở lại với lại Mohamed Salah và Muji. Gặp cái deck Graveyard rồi. Skeleton King. Graveyard này là Graveyard Poison không phải Fizzy. Snowball. Nài Bass. Woohoo. Phiên hay quá, Miner đấy lên hợp lý, Zappy à? Không, đây là phiên bản như là Fizzy thì đúng hơn, không phải Graveyard Fizzy. Graveyard Fizzy. Bên kia là Miner, Dark Goblin, Lock, Fireball, Skeleton King. Như là không, không phải Fireball mà là Arrow of Fireball and Skeleton Army. Cái phiên bản này rất được ưa chuộng ở trên thế rất được ưa chuộng ở trên trên top ladder, đặc biệt là có hình như là có Shaudi. Shaudi là người chơi deck này rất hay. Arrow Fizzy. Bowler. Hiện tại đang khá cân bằng. Tuy nhiên thì Miner đẩy lên. Đúng rồi, bản này hay hơn chứ. Bản này hay hơn. Thì có Skeleton King hiện tại nó mạnh. Đặt Goblin, đặt rất tốt. Tuy nhiên thì Arrow, không dùng Arrow chứ không phải là Fireball. Skeleton King vẫn là còn khá nhiều máu, tận 70%. Miner đẩy lên Cannon Cast. Làm thế nào giết được ba con Zappy? Miner đẩy lên giết Zappy rồi. Skeleton King đi rồi. Hero. Tuy nhiên thì Miner Skeleton không vào trụ. Trận này Muji hơi hơi thất thiệt bởi vì anh ta có một Miner và anh ta cũng có khó để có thể vào trụ. Bên kia có Dark Goblin thì bên này có Arrows. Mặc bài quá tốt. Đẩy thế này rất khó. Thế mà có một con nào, có một thẻ bài nào đấy. Bên này có Bát thì bên kia có Shomo, Snowball. Bên này có Dark Goblin thì bên kia lại có Arrows. Thực sự khó cho Muji. Hiểu rằng anh ta sẽ tấn công như thế nào đây. Lượng máu bây giờ chênh lệch khá lớn, tận 600. Zappy giật cho Skeleton King gần như không chạm một phần trụ. Tuy nhiên thì Skeleton get rất nhiều đam đến từ Skeleton. Còn Bowler quá chậm cho cái tầm điểm này. Bowler quá chậm cho thời điểm này. Dark Goblin phải đẩy ra rồi, Arrow đi. Cứ có Dark Goblin là sẽ có Arrow. Tuy nhiên thì hãy cẩn thận, Skeleton nó xuất hiện rất nhiều. Anh làm video TikTok, anh có làm video mà. Anh, để tí anh show TikTok cho anh quay cho mọi người xem nhé. Mình có làm TikTok nhưng mà mình lại không chắc là mọi người không biết thôi. Mình có tận 500 follow rồi. Mình chỉ up mấy cái file hay hay thôi. Còn nếu mà trong thời gian tới nếu mà còn nhiều người thích, thực ra là bây giờ cũng chẳng không có nhiều anh em Việt Nam xem Valorant nên là làm video nó cũng không chán lắm. Ví dụ như có anh em nào ví dụ mới chơi là như nào ấy, xem video thì mình hướng dẫn thì còn được. Chứ bây giờ mà toàn mấy ông mà chơi lâu rồi làm video kiểu đấy trái xỉnh. Rất khó cho mua gì khi mà Miner nó đập Tombstone ở phía sau rồi rất khó đấy bảo trụ. 21 giây cuối cùng. Một chịu à. GG. Ok, 1-1. Chọn deck hay quá. Mohamed Sly có cái ghế ở đâu? Thằng Mohamed Sly có cái ghế cứng đấy nhỉ? Thằng Let's go, Muji and Mohamed Sly. Ok.
không TikTok nếu mà các bạn có điều các bạn có khả năng các bạn kiếm được job ở bên ngoài kiếm ngon tiền đấy. Benis Mekanai à, Mekanai respam à, Five Paris, no, thằng kia là chơi real rồi. Thằng kia chơi real, bên này là chơi Woodpecker real, chuẩn luôn rồi, Snowball Goblin, đây của Mohamed Line, thì đây là một cái deck khá là khó chịu. Woodpecker Musketeer, chơi phiên bản này. Không chơi Duck Fin, không chơi Mekanai. The real Mega Knight. Yes. How to defend Mega Knight? I think in tower. Spy Paris. Ghost này. How to defend Ghost Breaker here? Ghost. Tesla. No, Mega Knight never go to Freestyle Tower. I go King Tower. Oh my god, it's oh my goodness! Có quá nhiều thứ mà chúng ta phải nói là Mohamed Line ta cũng không nghĩ đến được. Yes, Musketeer now Archer Queen, crazy. It's crazy. Ah! The reason why he cannot use Archer Queen because the last game he used Archer Queen on the Hot Earthquake. What, giải gì vậy anh? Úi dồi, giải gì vậy ông? Trời ơi, không biết giải này à? Đúng là anh em đúng là không quan tâm về thế giới rồi. Đây là cái giải Vanchong Cup, là một cái giải của một phần của CIL thế giới. Và ông nào nhất ở trong cái này sẽ nhận được một vé vàng bánh CIL vào cuối năm nay. Musketeer Archer Queen, nguy hiểm quá. Snowball, Electro Spirit, Quarkbreaker, Connected Reset Tower. Uầy, đẩy quân hay quá. Đáng lẽ ra là anh ta phải để một Mega Knight phía bên phải thì hợp lý hơn. Mohamed Sly đúng là đánh có sạn thật sự. Không thể dùng Zhang Ying ở trong thơ này được. Đúng rồi, phải thả Mega Knight. Bandit Workbreaker Snowball. Đúng rồi, thả Bandit Defend Goblin là hợp lý rồi. Kệ mà còn Goblin, nó không có nhiều đam đâu. Thứ nhất thì Workbreaker view kìa, nguy hiểm quá. Đừng để con Fire Spirit nhảy vào trụ. Rồi, hợp lý. Tuy nhiên thì đập spam rất nhanh. Đúng là phải nói là thực sự là Mohamed là anh ta xứng đáng và top 1 thế giới ở thời điểm hiện tại luôn. Anh là ai là Mega Knight, Reels, Lightning, Coming, Bandit, Musketeer, Warbreaker, không được rồi. Bandit, no! Muji Wong.